Lứa cầu thủ của Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh đang nhận được rất nhiều tình cảm và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Và đương nhiên rồi thì bóng đá Việt Nam không chỉ có một lứa cầu thủ như thế. Và đương nhiên rồi V-League thì không chỉ có một mình Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng đây là một lứa cầu thủ rất hay và họ xứng đáng nhận được cái sự đầu tư trọng điểm. Tuy nhiên đầu tư như thế nào và làm sao để có thể phát triển, phát huy được tối đa khả năng chuyên môn của họ, đó mới là vấn đề mang tính thời sự vào thời điểm này. Và đó cũng chính là nội dung được đề cập trong Vlog Minh Hải của ngày hôm nay. Bầu Đức đã rất lo lắng cho dàn gà nòi của mình có thể trở thành nạn nhân của thứ bóng đá bạo lực, và ông đề nghị các trọng tài đứng ra bảo vệ. Và ngay sau đó thì nảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa và người ta bị phân biệt ra làm hai phe. Một phe thì ủng hộ Bầu Đức, còn một phe thì phản đối và cho rằng đó là một cái thứ bóng đá phân biệt đối xử và đó là một thứ bóng đá không công bằng. Chúng ta phải tiếp cận vấn đề trọng tài dưới góc độ khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá châu Á. Theo đó thì họ cảnh báo rằng cái tỷ lệ để bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á của chúng ta phải nhận những chiếc thẻ đỏ ở trên đấu trường quốc tế là cao hơn khu vực Đông Á đến 34%. Và đó là lý do vì sao các trọng tài của chúng ta khi mà điều hành giải đã không làm đúng cái tinh thần luật, khiến cho đội của chúng ta bị thiệt. Và năm ngoái thì Đình Đồng đã có pha vào bóng làm gãy chân anh Hùng và cuối cùng thì anh đã phải nhận một cái án kỷ luật phải nói là nặng hàng đầu thế giới cho một cái pha tranh cướp. Và tôi cũng nghe được bằng chính cái tai của mình là rất nhiều cầu thủ nói rằng là họ sẽ đá rắn, đá rát để làm sao hạn chế được cái lối chơi thiên về kỹ thuật của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Và nếu như tôi và bạn là Bầu Đức thì chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ các học trò của mình trước một cái nạn bạo lực sân cỏ như thế? Và nói đến đây thì tôi khẳng định một điều là chỉ có những cái người mà vô tâm, thậm chí là vô cảm, vô trách nhiệm, người ta mới có thể đẩy các cầu thủ của mình ra dưới cái lưỡi đao của bóng đá bạo lực mà đội lốt một đôi giày đinh. Và chúng ta cũng phải phân biệt một cách rõ ràng là thế nào là phân biệt đối xử và thế nào là đầu tư trọng điểm. Tôi đã mang câu hỏi này đến với phái đoàn của G-League khi mà sang Việt Nam làm việc, thì họ đưa ra rất nhiều những cái lời gợi ý cho chúng ta. Và ở đó thì người ta xoáy rất nhiều vào cái được gọi là đầu tư trọng điểm. Và người ta đưa ra một cái ví dụ mà tôi cho là rất là thuyết phục. Đó là trường hợp của Shiji Kagawa. Tức là năm anh thi đấu ở Seiji Osaka thì bản thân Kagawa cũng có một cái vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Và không chỉ câu lạc bộ đứng ra để chạy chữa cho anh, mà bản thân các bác sĩ giỏi nhất của Liên đoàn bóng đá Nhật thì cũng đã xuống và hỗ trợ để điều trị. Bởi vì người ta suy nghĩ một cách đơn giản rằng Kagawa không chỉ là tài sản riêng của Osaka mà còn là tài sản của bóng đá Nhật Bản. Và tất cả mọi người đều có trách nhiệm đào tạo để rồi về sau tất cả đều có thể dùng được tài năng của anh. Để hạn chế tình trạng bạo lực thì ngoài cái việc là các trọng tài làm đúng cái chức trách của mình thì Liên đoàn bóng đá Nhật cũng đã có một cái chiến dịch, đó là làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ, cho các đội bóng để họ biết quý trọng cái công cụ lao động của mình và công cụ lao động của đồng nghiệp, mà cụ thể ở đây là đôi chân, là sức khỏe. Đấy thì chúng ta có thể thấy là các cầu thủ xét về mặt quy chế thì được đối xử một cách công bằng như nhau. Tuy nhiên cái đầu tư trọng điểm ở đây thì có thể là khác nhau. Những người như Kagawa, những người như Tuấn Anh, như Công Phượng, như Xuân Trường thì đương nhiên được đầu tư một cách có trọng điểm hơn, chứ không phải là được phân biệt đối xử. Một trong những nguyên tắc về đào tạo là đào thải. Ví dụ như là khi chúng ta mang một nắm hạt đi, chúng ta gieo thì những cái cây nó nảy mầm lên, chúng ta chọn những cái cây tốt để chúng ta tiếp tục chăm bón để phát triển, và chúng ta phải tỉa đi những cái cây mà thực sự không đạt chất lượng. Nó giống như tất cả chúng ta đều đi học, nhưng vấn đề là chúng ta phải đỗ đại học thì chúng ta mới được đào tạo cao hơn để có thể là gánh vác những cái nhiệm vụ, những cái công việc khó khăn hơn. Và đó là sự công bằng, đó là sự đầu tư trọng điểm, chứ đó không phải là sự phân biệt đối xử. Hôm vừa rồi thì tôi có xem trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sana Khánh Hòa, và quả thật là cái hình ảnh hồi sinh trên khán đài khiến tôi bị ấn tượng mạnh hơn là màn trình diễn ở dưới sân cỏ. Và đành rằng là lứa cầu thủ của Tuấn Anh, của Xuân Trường, của Công Phượng là lứa cầu thủ mà rất hiếm gặp ở bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng các em còn rất nhiều những cái nhược điểm cần thời gian để tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên là không biết là vô tình hay là cố ý mà chúng ta đang chất lên vai các em rất nhiều những áp lực, và cuối cùng là làm chậm lại cái quá trình hoàn thiện và tự hoàn thiện bản thân. Mà tôi cho rằng đấy mới là cái quan trọng nhất vào thời điểm này, và đó cũng là cái đáng suy nghĩ nhất vào thời điểm này. Người hâm mộ thì kỳ vọng rằng lứa cầu thủ này sẽ tái sinh được tình yêu và niềm tin dành cho bóng đá nội. Các cấp quản lý thì luôn đưa họ vào những vị trí then chốt nhất trong mọi kế hoạch, từ SEA Games, AFF Cup cho đến thậm chí tầm quốc tế như là World Cup. Các nhà tài trợ thì cũng bắt đầu lũ lượt đến và mang đến những bản hợp đồng thậm chí là trên cả chục tỷ đồng, hay là những cái bộ quần áo với cái giá 50 triệu cũng đã được sắm sửa.
và bên cạnh đó là những cái cơ sở vật chất, đặc biệt là một cái phòng thay đồ mang theo tiêu chuẩn của Arsenal cũng được dựng lên. Tức là tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy một cái suy nghĩ rằng các cầu thủ được trang bị đến tận răng và họ thắng mọi trận đấu, họ vô địch mọi giải đấu là chuyện đương nhiên. Mà trong bóng đá thì chúng ta cũng biết là thắng hay thua đôi khi nó là một cái làn danh rất mong manh. Một đội cực hay có thể thua một đội cực yếu. Một nguồn áp lực khổng lồ đè lên đôi vai của các em chính là báo chí. Báo chí có thể viết những tin đúng, có thể sai, có thể tốt, có thể xấu, miễn là có những từ khóa hot. Và ngay cả cái vlog của ngày hôm nay thì thực sự với quý vị là cũng đang ăn theo tên tuổi của các em. Có cảm giác rằng tất cả đang tận dụng, đang lợi dụng hình ảnh của các em để phục vụ cho mục đích riêng của mỗi người. Tất cả những điều chúng ta làm đều đúng, trừ một thứ. Đó là chúng ta nói quá nhiều, nói toàn những điều to tát và vĩ đại mà các em là những người hiếm hoi phải chịu áp lực từ những câu nói của chính chúng ta. Và nói đến đây thì tôi không muốn tạo thêm áp lực cho các em nữa, cho nên tôi sẽ dừng vlog tại đây. À mà nếu như mà chúng ta có một cái vị trí nào đó có thể giúp đỡ được các em thì đó là một hoặc nhiều hơn một các bác sĩ tâm lý, những người sẽ giúp các em đứng vững trên mặt đất, không bị nghiêng vào cái tình trạng thái quá về cảm xúc, tức là không quá buồn khi thất bại hoặc không quá vui, không quá tự mãn khi thành công.